Theo đó, Olympic Việt Nam đã rơi vào nhóm số 3 cùng với Malaysia, Lào, Jordan, Yemen, Bangladesh, Philippines và Hồng Kông. Việc nằm ở nhóm 3 khiến khả năng Olympic Việt Nam có nguy cơ phải gặp nhiều đội bóng mạnh tại ngay vòng bảng tăng cao, từ đó sẽ khiến chặng đường tại ASEAN 18 trở nên nan giải hơn. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ chính thức tập trung tại Hà Nội từ ngày 22 tháng 7 năm 2018 nhằm chuẩn bị cho ASEAN 18. Sau khoảng một tuần tập luyện, SLV Park Hang-seo và các học trò sẽ tham dự VFF Cup trên sân Mỹ Đình từ ngày 3/7/8. Giải đấu này sẽ quy tụ 4 đội bóng, trong đó VFF đang gấp rút thương thảo với một đội bóng trẻ nổi tiếng tại châu Âu. Hiện tại, VFF và đối tác của mình đã đạt được các thỏa thuận ban đầu và đi tới việc ký hợp đồng chính thức. Việc được tham dự VFF Cup với những đối thủ mạnh là cơ hội tuyệt vời để U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 18. Một ngày sau khi kết thúc VFF Cup, toàn đội sẽ di chuyển vào đóng quân tại Bình Dương. VFF chọn Bình Dương làm nơi đóng quân bởi ở đây có sân bãi tốt và đặc biệt là điều kiện thời tiết tương đối giống với Indonesia, nước chủ nhà của ASEAN 18. Phân nhóm bóng đá Nam ASEAN 18 nhóm hạt giống Indonesia, chủ nhà, Nhật Bản, Syria, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Iran, Iraq nhóm 2, Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Oman, Qatar, Bahrain, UAE, Kyrgyzstan, Thái Lan nhóm 3, Malaysia, Lào, Việt Nam, Jordan, Yemen, Bangladesh, Philippines, Hong Kong nhóm 4, Nepal, Ấn Độ, Campuchia, Timor-Leste, Tajikistan.